Tôi thì chuyển khoản là ơn nữa đó. Mùa năm cuộc đời tôi đi học Nhật. Trời ơi, đi học Nhật rồi. Thấy không, thì tiền nó không tặng được cái gì. Trời ơi, nhiều quá. Chuẩn bị có quà nè. Quà đâu? Chuẩn bị có quà nè. Về, 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 về đọc số 17 nha. Có quà nè. Đi cho Bà đâu?
kiếm được nhiều tiền để dẫn cho kia đi ăn nha. Happy birthday. Happy birthday.